ngày 27 tháng 12 năm 2023, ngày rằm tháng 11 năm Quý Mão, nhằm hướng đến ngày kỷ niệm vía Phật A Di Đà đản sanh ngày 17 tháng 11 âm lịch, chùa Giác Tánh, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Vàm Cỏ Đông, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Theo thông lệ, cứ đến ngày rằm mỗi tháng, đạo tràng Phật tử chùa Giác Tánh lại lên đường theo chân Thượng tọa Viện Chủ và Đại Đức Trụ Trì cùng Chư Tăng Bổn Tự đến sông Vàm Cỏ để thu mua hàng trăm kg cá các loại, sau đó tập kết và chuẩn bị cho lễ phóng sanh nơi giữa dòng sông. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Từ Trí, Viện Chủ chùa Giác Tánh và Đại Đức Thích Trí Lực, Trụ Trì chùa Giác Tánh, Chư Tăng cùng Phật tử đạo tràng đã thành kính thực hiện nghi thức phóng sanh, tụng kinh, sái tịnh, chú nguyện và hồi hướng cho loài thủy tộc được thả về sông nước. Trong giáo pháp của Đức Phật, tứ nhiếp pháp cũng vậy, là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Vì vậy, cái phóng sanh thì trên hình thức thì mua các loài chim, cá, rùa, vân vân để thả về cho chúng được tự do, không phải bị chết thì con người chúng ta. Trong kinh Kim Văn Minh, Đức Phật cũng dạy là ông Lưu Thủy đã cứu 10.000 con cá, mà trong đó truyền tam quy ngũ giới cho 10.000 con cá đó. Sau khi qua đời, 10.000 con cá nó cũng sanh về cái cõi chư thiên và trở lại để tạ ơn cho những người cứu hộ mạng chúng. Vì vậy chúng ta cần phải khởi lòng từ, đem giáo pháp để mà truyền pháp cho những loài thủy tộc để đem lại lợi ích. Gần nhất là cũng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, không còn những chiến tranh khổ đau nữa. Hoạt động phóng sanh được chùa Giác Tánh tổ chức định kỳ hàng tháng với mong muốn nuôi dưỡng tâm từ bi đối với mọi loài chúng sinh theo tinh thần Phật giáo, giúp cho hàng Phật tử giữ giới không sát sanh, ngăn ngừa các việc ác và giải thoát loài vật đang lâm nạn. Phóng sanh cũng là truyền thống nhân văn, nét đẹp của người học Phật. Qua những hành động thánh thiện cũng thể hiện Phật tử là những người biết hướng đến sự bình đẳng, quý sự sống, yêu thiên nhiên và muôn loài. Phóng sanh còn mang ý nghĩa giúp con người đánh thức lương tri, nuôi dưỡng tự tâm, thực hành hạnh nguyện Bồ Tát Đạo trong đời sống. Theo luật nhân quả, nếu những việc đúng pháp như thế này được làm thường xuyên sẽ sinh ra phước báu về sức khỏe, tuổi thọ và cuộc sống bình an đến với gia đình và bản thân.